Thank you.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay trên sông Ba Cầu không còn là dòng sông yên tĩnh êm đềm nước trôi lững lờ,
mà sẽ tưng bừng rộn ràng dày trống với những pha lộ vẻ ganh đua quyết liệt của cả ghe trên con sông quê hương này từ từ cho đến đưa mà khán giả du khách gần xa không thể bỏ qua được. Núi Ngựa Bình trước. Thank you.
Thank you.
được vòng về Hà Lưu. Hoa hôn nhiều thức phần đã kê luôn nha khác. Đóng kích ra phần đã kê luôn nha hay. Khu vực sầu đang quay về rụng là khu vực sầu đang nhìn đầu. Tiếp theo là khu vực 7 đang xếp thứ 2. Khu vực 1 đang xếp thứ 3. Và đang cho bù nhau ở miền Úng là khu vực 4 và khu vực 5. Và trên thứ 6 là khu vực 2. Và đang trên thứ 7 là ghe bạc áo màu tím tím Huế, tím tím hoa rừng, tím tím núi đời ăn tím 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 nơi đây ra đi. Mời các chủ ghe đến bốc thăm đồ tiền bài, đồ tiền cuối cùng, đồ tiền bài. Mời các chủ ghe đến bốc thăm đồ tiền bài.
cái đó là đâu mà đâu ăn nữa nè.
Anh đi ăn nhưng mà em Nên ghi tâm này nữa Beep, 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 beep.
Không, đừng không lấy téo cái mà téo người. Cái phạt cái lục của nó mới cho 6 người thì bạch người thôi. Nhất đồ tiền 4 khu vực 3. Đồ tiền 3 bắt đầu. Không được thế nào, không được thế nào thế nào mẹ, không được thế nào thế nào kiểu kéo được là đẹp rồi, cái này đẹp rồi. Ủa đẹp, con này hay mẹ. Không được giới chăm giới nhau này. Đây thì cô ăn rồi, bây giờ cô ngủ ngay. Rồi, mua xe. Wow. Đang đang đứng lên.
73 mà chưa biết ba khung à, chưa yên một một ba hàng kè hàng đeo như đĩa đến mô mà chịu má rồi sắp đến rồi, cố lên cố lên cố lên của khu vực phải đến chú đùa xa lắm. Con nấu ngủ rồi bán bà ra ra em mày chơi lắm mày lấy nó ở ngoài chút Thank you.
Nhất đồ tiền 3 và 8 tháng khu vực 5. Tiếng người bị mất.
Vô
vực 5 và khu vực 2, khu vực 6 và khu vực 2 đang cho ngày với nhau, và khu vực 7 và khu vực 4, khu vực 7 và 1 cũng đang cho cùng nhau ở khu vực Peru. Tình hình đó là áp đặt hai ghế đi cuối cùng, hai ghế đi cuối cùng. Xem lại ra một chút. Em nhìn thấy không ấy. Thank you.